Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng thời gian qua. Thời gian qua, Huyện ủy Hòa Vang đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 theo tinh thần đổi mới thiết thực, phù hợp thực tế. Huyện đã triển khai thí điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, qua đó tinh giản 10 cấp phó và khoảng 200 người hưởng lương từ ngân sách. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Qua triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn huyện Hòa Vang đã có nhiều mô hình hay, hiệu quả như mô hình tự soi tự sửa, mô hình giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống cách mạng, mô hình dân vận khéo trong công tác giải tỏa đền bù hay như mô hình đổi mới sáng tạo trong cải cách hành chính. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao cách làm và những kết quả mà Hòa Vang đạt được trong thời gian qua, đề nghị huyện có biện pháp khắc phục các mặt còn hạn chế, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Đồng thời, đề nghị huyện Hòa Vang tập trung thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang, phải hướng về cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong hệ thống chính trị và đồng thuận của người dân, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, lưu ý các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực. Đề nghị huyện ủy làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa đền bù trong năm 2021.